Tình hình giao thông phức tạp diễn ra trên cao tốc Nội Bài Lào Cai khi một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa hai xe khách, khiến cho một tài xế đã tử vong và 18 người phải nhập viện. Theo đó, khoảng 4 giờ sáng ngày 29 tháng 4, khi đang lưu thông trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn qua xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, Yên Bái, xe khách biển kiểm soát 29B 61131 chạy hướng Lào Cai Hà Nội mất lái, quay ngang xe giữa cao tốc. Lúc này xe khách biển số 29B62391 chạy hướng ngược lại tông trực diện. Vụ tai nạn khiến 18 người bị thương, hai xe khách bị hư hỏng nặng. Đoạn cao tốc này không có giải phân cách cứng ở giữa, chỉ có hai làn xe chạy và mỗi bên có một làn rừng khẩn cấp. Thời điểm xảy ra tai nạn, đường trơn trượt do mưa. Đại diện Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lào Cai cho biết Khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận 18 nạn nhân lúc 5 giờ sáng cùng ngày. Tài xế xe khách 29B 62391 bị đa chấn thương đã tử vong sau đó. Lái xe còn lại bị dập nát hai cẳng chân, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Các hành khách bị chấn thương phần mềm, xây sát nhẹ. Liên quan đến vụ ngộ độc rượu ở đám tang của một gia đình ở ấp Kinh Giớn, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, Sáng nay cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau cho biết mẫu rượu sử dụng trong đám tang dương tính với methanol. Theo báo cáo, đám tang diễn ra vào ngày 23 tháng 4 và có 5 người dự đám tang hiện đang được điều trị với chẩn đoán ngộ độc rượu. Theo công an xã Khánh Bình Tây Bắc, qua kết quả sơ bộ, những người có dấu hiệu không bình thường đều có đi viếng đám tang, trong đó có một trường hợp tử vong, sáu trường hợp nhật viện điều trị, mẫu rượu tại đám tang tết nhanh dương tính với methanol. Cơ quan chức năng đã niêm phong số rượu còn lại, gửi đi kiểm định lượng methanol theo quy định. Tuy nhiên, khi đoàn công tác của Trung tâm Y tế huyện Trần Văn Thời đến cơ sở nấu rượu để kiểm tra thì không còn rượu lưu lại cơ sở nên không thể lấy mẫu rượu test nhanh như theo quy định. Cơ sở này đã bị yêu cầu dừng hoạt động, vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau làm rõ xử lý theo quy định. Sáng ngày 29 tháng 4, phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa bắt giữ một vụ chở pháo lậu qua biên giới với tổng số lượng lên tới 50 kg. Theo đó, vào lúc 7 giờ sáng ngày 29 tháng 4, đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an huyện Đắk Rông chặn xe ô tô biển số 74B 00272 lưu thông hướng La Bảo Đông Hà để kiểm tra vì có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô có 32 hộp pháo nhập lậu, trọng lượng khoảng 50 kg. Lái xe Nguyễn Quảng Hướng, chú khóm Trung Chính, thị trấn La Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, thừa nhận vận chuyển số pháo trên từ biên giới Việt Lào về xuôi để bán kiếm lời. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ toàn bộ tăng vật cùng phương tiện đưa về trụ sở công an huyện Đắk Rông, Quảng Trị để tiếp tục điều tra làm rõ.